Xin chào mọi người nhé. Thì khi mà chúng ta làm video trên TikTok thì chúng ta sẽ thấy nếu mà tách không á thì nó khá là nhảm. Mình cảm thấy mình làm video nó cũng là nhảm. Được chưa? Thì mình có thể chọn một cái phương án đó là chèn cái giọng đọc của AI, tức là tự động vào cái video. Bây giờ mình sẽ play cho các bạn xem nhé. Ngôn ngữ và giao tiếp. Trẻ cần phát triển kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp để có thể giao tiếp và tương tác với người khác. Kỹ năng xã hội. Trẻ cần học cách chia sẻ, tôn trọng và tương tác với người khác. Đó. Thì để làm được cái này này thì chúng ta sẽ có các cái đoạn text. Đây chúng ta sẽ có cái đoạn text nhỏ nhỏ ở dưới này này. Đó, đây này, ngôn ngữ giao tiếp này. Đó, được chưa? Thì khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta xóa được thôi. Ví dụ mình sẽ xóa hết nhé. Đó. Chuyển kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp để có thể. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm từ đầu cho mọi người xem nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta không có đây. Được chưa? Xóa hết nhé. Đây là một cái video ban đầu nhé. Đây. Đúng không? Không có gì cả, khá là nhạt rồi. Mình sẽ cho nó theo cái văn bản nhé. Ví dụ ở đây mình đánh demo thôi, mình sẽ vào text này. An text này. Mặc định này. Đó, rồi mình sẽ nói đi. Xin chào, tôi là Hương Bích, ví dụ vậy đi. Đấy. Tôi vậy cho nhanh nhá. Rồi, chúng ta ấn chọn vào đây này. Rồi, chúng ta chọn này, text to này, tức là từ ngôn ngữ này. Chúng ta chọn cô gái hoạt ngôn là thanh niên tự tin. Ở tiếng Việt thì cái này nó có hai cái thôi. Ví dụ mình đây Xin chọn chào, cô tôi gái là hoạt Cường ngôn. Bích. Đó. Thì khi mà chúng ta ấn như vậy, chúng ta ấn này này. Start, tức là bắt đầu đọc. Đó thì nó sẽ ra cái file âm thanh ở đây. Đó và chúng ta sẽ chạy. Xin chào, tôi là Cường Bích. Đó. Thì chúng ta sẽ xóa luôn cái file này nhé, cho nó đẹp. Đó, mình không cần cái nữa thì mình xóa đi. Xin chào, tôi là Cường Bích. Rồi. Đó. Thì đây là phần mềm CapCut ở trên máy tính nhé. Thì chúng ta có thể tìm kiếm ở YouTube để có thể là các cái phần cơ bản nhé. Đó. Thì ở đây tôi có một cái cách nó nhanh hơn nếu mà các bạn sử dụng AI để mà tạo thì chúng ta có này. Ví dụ video này tôi tạo được từ Pictory.ai này. Thì tôi sẽ tải cái phần phần xúc xuống phần SRT này, CapCut nó hiểu file này này. SRT là cái file này mọi người này. Đây cái file như thế này nhé. Tôi sẽ mở cái video của mình lên này. Thay vì tôi phải viết từng đoạn theo khoảng thời gian đúng không? Khá là vất thì tôi sẽ tải file đó về luôn. Tôi sẽ text này. Tôi sẽ chọn là đây. Tức là cái ngôn ngữ cái file file text, file file xúc. Đây này, đây cái file này tôi tải về này. Cái file này thì nó chỉ đây này đấy, phần bao nhiêu giây thì sẽ lên cái phần text thôi. Đó, tức là giống như chúng ta đi đâu mà chúng ta đọc phụ đề ấy, file phụ đề ấy. Đấy. Rồi. File phụ đề này. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm cái file phụ đề đó vào thì tôi thêm rồi. Bây giờ tôi cái đoạn text nhỏ nhỏ ở dưới đó. Đó. Cho nên tôi sẽ chọn cả nhé. Ví dụ ở đây tôi đang dùng Windows, tôi sẽ nhớ Control này. Đó, tôi chọn chuyển sang ngôn ngữ cô gái hoạt ngôn này, tôi ấn phát một phát hết ra luôn. Đó. À, xong rồi sau tôi sẽ xóa cái này đi. Đó. À, bây giờ tôi sẽ ngôn ngữ chạy. và giao tiếp. Trẻ cần phát triển kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp để có thể giao tiếp và tương tác với người khác. Kỹ năng xã hội. Trẻ cần học cách chia sẻ, tôn trọng và tương tác với người khác. Kỹ năng vận động. Trẻ Đó, rồi sau đó này thì tôi sẽ xuất này, export này. Đó, ví dụ như là đây tôi sẽ chọn nơi lưu desktop này đi. Ok, còn đây là kỹ năng trẻ không đến 6 tuổi đúng không? Tôi sẽ xuất ra nhé. Như vậy tôi đã
xong nhé, đây là có video. Ngôn ngữ và giao tiếp. Trẻ cần phát triển kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp để có thể giao tiếp và tương tác với người khác. Kỹ năng xã hội. Trẻ cần học cách chia sẻ, tôn trọng và tương tác với người khác. Với AI thành công kỹ năng vận động. Trẻ cần phát triển kỹ năng vận động để